là mình chẳng có, tức là thế cho nên là, nếu bây giờ mình chia sẻ là mình chia sẻ qua những cái em học trải nghiệm ở các cái chương trình khác để đưa đưa vào cái sách này. Thực chất là mình cũng có mà hai nữa mình cũng nhiều lúc bận cũng không nghe được ở cái bài mà Hana gửi tới. Bây giờ sở dĩ nói tóm lại là ví dụ như bệnh con người ta, các cụ thường nói là bệnh thì ở miệng mà vào, họa thì ở miệng mà ra. Ví dụ như con người ta thì bây giờ ấy, là cuộc sống nó đầy đủ hơn rồi thì bệnh có phải các vị xem có đúng là bệnh nó tăng nhiều hơn không? Cuộc sống đầy đủ, giàu có, ăn uống đàng hoàng, sung túc, ngon, an toàn, thứ ngon vật lạ thì bệnh lại càng lớn mà bệnh lại càng nguy hiểm hơn nhiều. Ngày xưa ấy, cách đây ở cái thập kỷ 60, 70 về trước ấy thì con người ta là ăn uống nó rất là đạm bạc, mà nó rất là khổ, mà người ta làm thì nó vất vả hơn như thế này nhiều lắm. Bây giờ thì ăn uống thì đầy đủ, làm thì lại không vất vả, mà tại sao bệnh nhiều thế? Cho nên là các cụ nói là bệnh ở miệng vào. Mình thứ nhất là mình ăn sai cách, ăn không đúng, uống không đúng, thở không đúng. Ví dụ như là con người ta một ngày nó chỉ có 100 gram thịt thôi, nhưng mình ăn một bữa tới 300 gram thịt cơ, và có thể đến 500 gram thịt cơ, xong rồi uống cơ độ nửa lít rượu vào à, xong rồi lại làm mấy gói thuốc lá nữa một ngày. Thì cái môi trường đấy là cái môi trường tạo axit nhiều nhất. Khi thịt đấy, tất cả các loại thịt động vật ấy nó đều tạo axit. Khi con người ta mà bị axit nhiều rồi, xong rồi mình cứ ăn nhiều thịt động vật vào thì cái axit nó tăng gấp bội lần lên. Thứ nhất đầu tiên là nó phá hủy ở trong cái dạ dày trước, các vị bị đau dạ dày, trào ngược dạ dày trước, sau rồi đến hệ gan, bị men gan cao hay là mỡ gan hay là suy thận hay là thận yếu hay là thận có bệnh, nó đều do cái môi trường mình ăn uống vào. Nên mình bây giờ mình phải cân đối làm sao ăn uống, cái lượng ăn uống với lại cái sức cường độ lao động của mình phải tính là cái cường độ lao động của mình với cái nguồn thức ăn cân đối với nhau. Ví dụ như người lao động nặng, người ta phải ăn 3 kg calo một ngày mới đủ, còn mình lao động nhẹ mình chỉ cần ăn 2,5 kg hoặc là 2,2 kg thì nó đủ với cái sức của mình. Nhưng mà mình cứ vui chơi trong bạn bè, xong là nhậu nhẹt đánh chén nhiều thì cái tác nhân là gây ra bệnh thì nó ở đấy mà ra, chứ chẳng ở đâu cả. Thứ hai nữa là khi mình đã ăn nhiều rồi, xong rồi mình lại biết thở, cái thở nguyên sinh của nó ấy, là khi em bé nằm ở trong bụng mẹ ấy, là em bé không có thở ống phổi, em bé thở ống bụng chứ thở ống phổi thì thở sao được. Thế thì khi mà em bé thở ống bụng ấy thì em bé rất khỏe, sinh ra rất là khỏe. Trong quá trình sinh ra rồi em bé được 1-2 năm ấy thì bắt đầu dần dần chuyển ra qua thở, bắt đầu là không thở cái nguyên bản gốc nữa thì thở phổi. Thế thì con người lớn hay lợn thế, khi mà các bạn muốn làm cho nó dẻo dai ấy, sức ấy, bền sức ấy thì các bạn phải thở ống bụng, thì các bạn sẽ thấy nó làm việc nó bền sức mà nó không không mệt mỏi. Thế còn nếu mà thở ống phổi ấy thì thứ nhất là nó mệt mệt mỏi, nó không bền sức. Nó không bền sức là vì cái phổi ấy, nó chứa cái luồng khí vào, khi mình chỉ nằm nặng một cái thì cái phổi này nó không thể là nén được cái hơi như ở cái bụng, cho nên là cái hơi của ta nó ngắn, nó không dài hơi, cho nên nó sẽ bị mệt. Còn khi ta thở ở bụng rồi ấy, thì khi ta nén hơi vào bụng mà cái bụng này nó nén được chặt hơi vào bụng thì cái khí này nó chuyển toàn bộ toàn thân cơ thể con người ta đó. Thì mỗi một ngày không cần nhiều đâu, mỗi ngày chỉ cần thở 15 phút bằng bụng thôi, ngày nào cũng thở thì nó rất khỏe. Thế còn thí dụ như là các cái bệnh tự miễn, bệnh tự miễn tại sao giờ nó không tự miễn được?
Tại sao bây giờ con người ta vẫn có bệnh được? Tại sao axit thì ở đâu ra mà nó làm cho cái hệ tự miễn của mình nó bị suy giảm? Thế là nó còn mất cả khả năng nữa. Thì cái bệnh tự miễn thì nó là do axit nhiều, mà do axit nhiều thì cũng do miệng người ta đẩy vào thôi. Đấy, các cái nguồn ăn động vật, thực vật, ăn động vật vào nhiều thì nó ra axit, thì axit thì nó làm cho phá vỡ cái hệ tự miễn của con người ta thôi. Con người ta ấy, thì nó như một cái đồng hồ sinh học, nó chính xác đến 100% chứ đừng nói 99%. Bây giờ ta cứ ví dụ như ta cứ lấy cái đồng hồ treo tường thời gian của ta đây này, bây giờ ta chỉ đặt nó lệch 1 phút thì cái đồng hồ ấy mãi mãi nó sẽ lệch 1 phút, đúng không? Vậy thì cái đồng hồ thời gian của cái đồng hồ sinh học của cơ thể con người ta này, nó cần ăn ăn sao? Sáng thì 7 giờ thì ăn bữa sáng, trưa thì 11 giờ ăn bữa trưa, chiều là 6 giờ hoặc 5 rưỡi là ăn bữa chiều, đúng không? Nhưng mà ta đẩy nó cái quá trình đấy xong là đến cơ độ 10 rưỡi ta phải đi ngủ, đúng không? Nhưng tất cả cái khuôn khổ đấy mình đẩy nó lùi lại hết, mình đẩy lùi lại hết, thành thử ra là cái đồng hồ ấy bắt đầu nó chạy dần dần, nó mới sai lệch. Nó sai lệch thì bắt đầu nó mới sinh ra bệnh. Ví dụ như các bạn thức đến 11 12 giờ đêm các bạn chưa ngủ nhiều lần như thế, nhiều một lần hai lần rồi nhiều lần như thế, rồi bắt đầu nó thành như là kiểu bệnh mãn tính ấy. Thế xong rồi các bạn mất ngủ thì cũng từ đấy mà gây ra, tại vì đến cái giờ buồn ngủ của mình ấy, khi mà đến giờ ở đấy cái đồng hồ sinh học ấy nó báo cho mình rất là chính xác, khi mà đến giờ ngủ thì não này nó bơm ra một cái chất này, bơm ra cái chất làm cho mình nhíu mắt vào để mình ngủ, nhưng mình cố gượng qua cái giai đoạn đấy thì mình không ngủ nữa luôn. Nếu mà trẻ thì còn ngủ lại được, còn nếu mà có tuổi một cái là coi mất trắng cả đêm luôn. Đó là cái nguyên lý của cái đồng hồ sinh học cũng thế. Thế còn bây giờ thì rất ra thì cứ nói thì nó dễ lắm nhưng không thực hiện đâu, tại vì là người Vâng. nào cũng có vẻ là cho qua, thí dụ như là bỏ ăn nhiều thịt thì nó cũng sinh bệnh đấy, uống nhiều rượu sinh bệnh đấy, nhưng mà đến bữa nhậu rồi ấy, ngồi tặc lưỡi bảo một bữa không sao đâu, bắt đầu cứ chén vào thế thôi, cho nên là nó khó thực hiện đấy. Hai nữa là ví dụ như ta bây giờ ấy, thì, kể cả có tuổi hay không có tuổi, ta dùng các cái chất của thực vật ấy thì nói chung là nó tốt ta cho sức khỏe của ta nhiều, nhưng mà khổ cái là lại nói là làm sao mà phải khổ thế, giờ làm gì mức độ khổ thế, cho là cứ ăn đi, ví dụ như là ăn các loại đậu đỗ đậu lạc rồi những hạt quả đấy thì mình ăn vào để cho nó có thêm chất đạm, và chất đạm thì là cái chất làm béo mà làm nở cho các cái cơ bắp nó nở nang ra, thì ta cũng không dùng dùng ít, cho nên là cơ thể của ta nó bị suy kiệt các cái những thiếu hụt những cái chất dinh dưỡng từ những loại thực vật, thì từ đấy mà nó sinh ra bệnh. Ví dụ như là cái cuộc sống của ta thì luôn luôn nó cần phải nóng 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 ấm, nhưng mà ta ăn đâu có nóng ấm, ăn đâu có đúng, cho là cái cuộc sống, nguyên nhân cái cuộc sống nó không nóng ấm thì nó mới sinh ra nhiều bệnh. Kỹ lắm, không cao kỹ. Các bệnh đều từ cuộc sống mà ra, mà sinh ra bệnh, mà tất cả bệnh từ cuộc sống thì lại sinh ra từ cái bụng này của mình này mà ra. Nên nhớ là bệnh ở cuộc sống thì cũng từ cái bụng mà ra. Tiêu hóa. Rồi khi mà cái bụng của mình này, trong năm cái tạng, cái ngũ tạng này có một cái ngũ tạng nó yếu thì nó kéo thêm bốn cái thằng kia yếu yếu theo nó, kéo cả một dàn luôn. Thế mà cái ngũ tạng mà nó yếu rồi thì cái cơ thể ở lưng này nó không đẩy được cái chất dinh dưỡng ra để nuôi cái cột sống lưng này, thì làm sao cột sống lưng này khỏe được? Mà cột sống lưng này mà nó đau yếu ấy, thì nó đau ở chỗ nào thì bệnh nó sẽ nòi ra ở bên trong nội tạng của chỗ đó, chứ không phải nói là ở cột sống nữa đâu, không riêng một cột sống đâu. Ví dụ như bệnh phổi, ung thư phổi hay là tràn dịch màng phổi cũng từ cột sống, nó cũng từ cột sống tác động ra đó. Hay là bệnh ung thư cũng thế, hay là bệnh dạ dày cũng thế, cho nên nhiều những cái bệnh lý người ta chỉ cần chữa trên cột sống thì bệnh nhân vẫn khỏi đó.
Thế thì thực chất ra mà nói là mình học thì mình không không học qua những cái dưỡng chất này đâu, mình chỉ học theo các cái thầy mà gọi là đông y người ta dạy mình ấy, thì người ta dạy thì mình cũng gọi là lắm bắt được một chút sơ sơ về sức khỏe và chất ăn uống dinh dưỡng, chứ còn thực chất ra mà nói là mình cũng không được học bài bản gì đâu, không được qua trường lớp gì lắm đâu. Ai nữa là trình độ thì tiếp thu này có hạn, thành thử ra là biết đâu thì chia sẻ các bạn đấy. Các bạn mong các bạn có gì mà nghe mà nó chưa phải thì có hoan hỉ cho. Rồi, xin chào các bạn. Bây giờ ngành trọng. Nghe tôi phải nói là ý kiến của Kiều My và ý kiến của bác Trọng thì chúng ta xoay quanh tại sao cái cơ thể của con người và con người trong xã hội hiện nay chúng ta là cái tỷ lệ mắc bệnh nhiều. Chúng ta phải hiểu tại sao, chúng ta đặt câu hỏi tại sao, trả lời câu và cái giải quyết tại sao nó như thế nào. Thì chúng ta phải hiểu con người hiện nay đương xu thế mắc bệnh nhiều nhất là do ảnh hưởng của môi trường, những yếu tố cấu thành lên cái bệnh trong cơ thể của mình. Đầu tiên là bị tác động của môi trường, môi trường không khí, môi trường về về về, về ngộ độc thực phẩm vân vân, những ảnh hưởng môi trường nó quyết định đến đến sức khỏe của con người. Vấn đề thứ hai nữa là do chế độ ăn uống. Vì chúng ta biết rằng là bệnh tại miệng và vạn bệnh bắt đầu vào từ miệng. Ông tổ mề y của chúng ta Hải Thượng là ông cũng đã nói rồi, vạn bệnh bắt đầu vào vào từ miệng, và vào từ miệng là chính là do chúng ta không hiểu biết về về thiếu kiến thức về ăn uống, thiếu kiến thức khoa học về ăn uống, dẫn đến là cơ thể của chúng ta bị bệnh. Cái thứ ba nữa điều quan trọng nhất là sự thiếu hiểu biết kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Ba yếu tố này quyết định làm cho con người, cộng đồng xã hội của chúng ta mang trong bệnh nhiều những mầm bệnh khác nhau. Thế thì như chúng ta biết rằng, thế thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải làm thế nào đây? Bài toán của chúng ta phải phải giải quyết là chúng ta phải kiềm hóa cơ thể của chúng ta, đồng ý không ạ? Bạn muốn khỏe thì bạn cần phải kiềm hóa cơ thể. Kiềm hóa bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta phải lựa chọn đúng thực phẩm để chúng ta đưa vào trong cơ thể, đúng không? Và chúng ta loại bỏ những cái thứ thừa có hại trong cơ thể, đó là cocaine, nhiều muối, nhiều đường, nhiều chất béo xấu, nhiều chất bảo quản, nhiều chất tạo màu, nhiều phụ gia vân vân, nhiều chất kích thích. Như vừa rồi anh chị em chúng ta hiểu biết là chúng ta phải đừng hạn chế đưa vào đó, nhất là chúng ta muốn kiềm hóa cơ thể thì hạn chế cái thịt đỏ, thịt đỏ, thịt con bốn chân, châu bò, lợn, chó. Thì hiện nay Hà Nội có một cái phố gọi là tôi quên mất cái phố phố chuyên thịt chó, thế bây giờ người ta bỏ ấy. Thế cho nên là cái muốn cho cơ thể chúng ta vạn bệnh bắt đầu từ miệng là do chế độ ăn uống. Anh có hiểu biết thì sẽ đưa vào. Thế thì bây giờ cái gì giải quyết nó để cân bằng nó? Thì chúng ta ở trong môi trường này chúng ta thấy rằng là ngoài chế độ hiểu biết ăn uống ra rồi thì chúng ta còn có một cái nguồn thực phẩm, một cái thực phẩm mà giá trị rất là tuyệt vời, là đó là những tự đào thải độc tố trong cơ thể của chúng ta. Anh nhiều nhiều axit thì tự nó đào thải, nó tự cân bằng âm dương hay cân bằng giữa từ cái axit đi đường nhiều, nó tự cân bằng. Hai nữa là phục hồi chức năng, ba nữa là xây dựng cái tái tạo tế bào mới và sửa chữa lành cái xương, đó là enzyme, chỉ có enzyme thôi. Thế còn nếu còn tất cả những cái cơ thể con người chúng ta tồn tại là có ba cái tố chất quyết định. Đầu tiên là oxy, đúng không? Thiếu không khí chúng ta có sống được không? Không sống được. Bạn không sống được.
Thiếu dinh dưỡng có sống được không? Không sống được. Thiếu nước có sống được không? Không sống được. Ba cái yếu tố quyết định cái sự sống của con người. Nhưng cái điều quan trọng nhất, những cái yếu tố đưa vào trong cơ thể như vừa rồi tôi phân tích ý, thì chúng ta cần phải có một cái dinh, có một cái thực phẩm hay nó là cái chất xúc tác, đó là cái gì nó làm giúp cho cơ thể của chúng ta luôn luôn tái tạo phục hồi. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta sự cân bằng của nó cũng có đúng không? Và nó sửa chữa lành những vết thương trong cuộc sống đời thường. Cái khi chúng ta đứt đứt tay đấy, đứt chân như tự tự nó tự chữa lành được. Một chất xúc tác này vào thì nó còn chữa lành nhanh hơn, và đặc biệt là nó chuyển hóa trong cơ thể chống ung thư rất tốt. Cho nên chính vì thế cho nên chúng ta vào môi trường này, chúng ta thúc giục nhau hiểu rằng cái giá trị vai trò, sáu cái vai trò của enzyme nó quyết định cho sự sống của con người, nó làm cơ thể của chúng ta khỏe. Bạn muốn đẹp, muốn trẻ, muốn khỏe thì chúng ta cần phải có kiến thức dinh dưỡng, ăn đúng uống đủ, như chế độ uống nước đấy, bốn thời điểm vàng uống nước sáng, trưa, chiều, tối và trước khi tắm, trước khi đi ngủ. Và cái lượng nước bao nhiêu vào trong cơ thể của chúng ta là phù hợp, 0,4 kg, bụng 0,4 lít nước trên 10 kg nặng là phù hợp với thanh lọc trong cơ thể của chúng ta. Mà bạn muốn cho cơ thể chúng ta khỏe thì chúng ta cần tập trung thanh lọc máu, như kiểu như nói thôi. Vấn đề là cái máu của cậu tập trung được tiêu hóa cơ thể, rồi tập trung được thanh lọc độc tố trong máu. Mà độc tố trong lọc máu muốn thanh lọc nó đầu tiên phải uống nước đã, hiểu cái nước. Nhưng chúng ta coi thường cái nước. Hàng ngày bạn ngồi uống nước, ngồi uống nước thì nám da là đúng thôi, xỉn da là đúng thôi, và không đào thải được độc tố. Bạn muốn làm cho quần áo sạch thì bạn phải có, phải đầu tiên phải có nước đã. Cái chất thức xúc tác thứ hai đó là xà phòng. Nhưng ở trong cơ thể chúng ta sạch, muốn sạch nữa thì chất xúc tác đấy chính là enzyme, nước cộng enzyme, đồng ý không? Nhưng mà chất béo xấu vào trong cơ thể mà không hiểu cái chưa tưởng tượng là cái chất béo xấu ra bì nội tạng và lòng lợn tiết canh đâu. Chúng ta chưa hiểu, bản thân tôi chưa hiểu đấy. Bây giờ trong cuộc sống là chị em phụ nữ là cứ thị đi ăn cỗ là cứ nhìn cái da gà vàng vàng hỏi là ngon thế, nhưng đấy là chất độc, đấy là độc tố, đấy là chất béo xấu vô cùng xấu chị em. Hãy bỏ cái da đi. Chất béo sống nó vào làm cho chít hẹp lòng mạch trong từng cái cong mao mạch. Như chúng ta biết rằng Kiều My vừa rồi nói đấy, 2,5 lần chu vi của trái đất đúng như thế đấy. Đầu tiên tôi không tin. Đầu tiên tôi không tin là khoảng 2,5 lần đâu. Nhưng càng học thì càng thấy rằng cái sự vỡ trong kiến thức. Mạch máu con người như thế. Kiều My đi bé tí gì đấy. Tại sao các anh tiểu đường hay bị sao, bị mắc mờ này? Vì tất cả những cái mao mạch máu trong trong gì trong mắt của chúng ta nó bé đi đi không biết được. Thế bây giờ những chiếc hẹp lòng mạch là do chúng ta ăn thừa chất béo xấu, làm cho cái lòng mạch của chúng ta bị sơ đi, bị vữa đi, làm sao vận chuyển máu lưu thông được. Rồi kết hợp với bạn ăn mặn nữa, ăn mặn thì là sơ thôi. Thế thì chúng ta phải hiểu biết lượng 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 muối ở trong cơ thể chúng ta nó vừa phải thôi đấy. Thì mỗi ngành nghề như các bác ấy trọng thì bảo không phải là ăn nhiều đường, nhưng chính ăn nhiều đường là rất nguy hại. Đường là chỉ cái chết trắng, thưa mấy cái các bác này chị. Cho nên chúng ta vào đây chúng ta cần trang bị cho nhau những cái kiến thức, thì kiến thức chéo học được nhau, học được ở bác Trọng điều này, học được cả mọi người. Và qua đó thực ra trong cái thời lượng hôm nay thì thời gian nó đã hết rồi, xin phép để ngày mai trao đổi kỹ hơn. Nhưng rất tiếc là Hana anh tài liệu lại nhận về Quý Võ cho nên là chưa có tài liệu để đọc
kể ra có tài liệu đọc thì càng tuyệt vời hơn nữa. Rất là cảm ơn bác Trọng.